Đây là không gian phòng khách của ngôi nhà Từ cái vị trí này mà ra cái ngõ ô tô đi vừa ấy, Cái ngõ ô tô uh, Hyundai Starex To như thế bảy chỗ ấy, đi vừa ấy Chỉ 30m thôi các bác nhá 30m là ra cái ngõ ô tô Ở Nguyễn Văn Huyên, Dương Quảng Hàm Nguyễn Khánh Toàn Mà tìm được cái ngôi nhà mà gần cái Ngõ lớn ô tô đi qua ấy, Rất hiếm đấy ạ Bây giờ chúng ta sẽ đến với không gian của Từng phòng một Bước vào nhà thì sẽ là không gian của phòng khách phòng khách thì đây ạ xe máy thì để ở dưới này bước lên trên là phòng khách uống trà tiếp khách chỗ này thì có thể để tivi này phòng bếp cái hay của ngôi nhà này ý, thì là nó rất là vuông thửa hình thửa rất vuông nhé đấy hình thửa vuông bố trí cũng rất là hợp lý phòng khách này khu vực để xe máy bên phải này đèn chùm thì phải thay ạ đèn chùm thì khả năng là hỏng rồi cầu thang lên tầng 2 vật nhà vệ sinh ở đây bếp ở đây cái hai của ngôi nhà ấy là đây này các bác thấy cái khu vực giếng trời này không cực kỳ là thoáng rộng thông lên 5 tầng một tum nhá thông hết đấy thành ra là nó rất thoáng thông nhưng mà các bác thấy là cái đường hút mùi lại làm riêng kìa cho nên là không bị lo sang các cái phòng khác bị ảnh hưởng mùi nhá cốt lõi của ngôi nhà là ok đấy đây ạ bây giờ chúng ta sẽ lên với tầng 2 nhà ốc gỗ đi vẫn khá ok đường lên tầng 2 thì khác với các ngôi nhà khác chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái tủ nhỏ này để đồ rất là xinh tầng 2 mỗi tầng thiết kế một ngủ thôi ạ một ngủ một vệ sinh đây một ngủ một vệ sinh thì từ tầng hai các bác biết rồi đúng không sẽ phải đua ra đua ra từ đâu đua ra từ cái cột này, này. đây cột này nó sẽ được mỗi một, một tầng sẽ được nhô ra bên ngoài khoảng độ 70 phân hai cửa sổ cho nên phòng rất thoáng nhé rồi chúng ta sẽ lên tới tầng 3 tầng 3 thì cơ bản giống tầng 2 thôi sẽ có một phòng ngủ tầng 3 thì giống tầng 2 vẫn là một phòng ngủ thôi nhưng mà sẽ bố trí khác một chút cửa sổ ở kia Là có hai kệ hệ đèn thì vẫn ok nhá vẫn sáng không phải thay mấy đấy. một ngủ một vệ sinh mình rất kết những cái nhà mà nó có hai cửa sổ thoáng như này đấy rất thoáng nào lên tiếp tầng 2, 3, 4 giống như hệt nhau thôi mỗi tầng một phòng đấy lên thôi không có gì để tả nhưng mà lên đây tầng này thì sẽ khác nhá cầu khác thì ốc đá granite chứ không phải ốc gỗ nữa không gian phía trên này thì chia ra nhá đây là khu để máy giặt đấy ạ giếng trời vẫn ở đây ạ giếng trời ở đây thông lên trên thiết kế là để, để máy giặt nhưng gia chủ không để vì để tưởng tượng hết rồi đây là phòng thờ cũng rất là thoáng và đây là một phòng như kiểu là phòng để đồ ấy hoặc là sân phơi thì tùy nếu để máy giặt ở chỗ kia thì phơi ở đây thoáng không ạ ngoài kia là đường Nguyễn Văn Huyên đấy ạ rất là thoáng chúng ta sẽ lên với cái tầng mà mình kết nhất ban nãy là tầng chiêu, tầng tầng thượng cũng là tầng chiêu. Ấy. À, OK OK nhá uống trà đây có nhã không các bác? Nhã quá đi chưa? Đây là tầng tum của một ngôi nhà đang bán ở phố Dương Quảng Hàm. Từ ngôi nhà này mà ra mặt phố Nguyễn Văn Huyên đấy thì nó vô cùng gần đây ạ hai ba nhà ra phố thôi